con người bất an, vũ trụ nó sẽ bất an. Mà con người để yên ổn rồi thì tất cả vũ trụ đều thắng lại. Bên trong cơ thể của bạn và tôi có một năng lực Naga, đó là một nguồn năng lượng Kundalini, tức là quả xà. Bên trong của mỗi chúng ta có một con rắn rất là háo chiến, chỉ cần đụng vào cái tôi của nó thôi, nó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh nội tâm cực kỳ khủng khiếp và phóng hiện ra bên ngoài như thế này. Video ngày hôm nay sẽ nói về rắn, thằng rắn bên ngoài và bên trong của mỗi người chúng ta và sự nổi dậy của năm tỵ 2025. Tại sao năm tỵ lại nói về con rắn bên trong của mọi chúng ta? Nói có sách á, thì mách phải có chứng. Và đây là những gì mà Quang đã từng làm, Quang xin chia sẻ lại thôi nha. Năm Ất Tỵ vào năm 1905 á, thì xảy ra trận chiến giữa Nga và Nhật nè. Đinh Tỵ năm 1917 thì xảy ra cuộc cách mạng ở Nga. Kỷ Tỵ năm 1929 á, thì khủng hoảng kinh tế ở Mỹ. Tân Tỵ năm 1941 á, thì Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Ất Tỵ năm 1965, Mỹ leo thang chiến tranh ở Việt Nam. Kỷ Tỵ năm 1989 thì bức tường Berlin ở Đức sụp đổ và Trung Quốc xảy ra sự kiện Thiên An Môn. Và cuối cùng là Tân Tỵ 2001 là xảy ra cuộc khủng bố nổi tiếng ở Mỹ ngày 11 tháng 9. Quang có bán trầm hương nha cả nhà. Bản thân của Quang á, thì làm rất là nhiều đề tài về ông Rồng, về ông Long và cũng như là những cái sự tích nguồn gốc, rồi có những video chứng minh về ông Rồng là có thật đúng không? Nhưng mà nói về rắn, nói về thằng rắn Naga thì Quang chưa làm lần nào. Và hôm nay video này sẽ nói về hình tượng của thằng rắn Naga và nói về năm tỵ của năm 2025. Từ xa xưa nha cả nhà, thì loài người mình đã gắn liền với cái sự mê hoặc của những loài rắn, với những con rắn cực kỳ nhiều màu sắc nè, rồi sặc sỡ nữa. Và bản thân của Quang là người cũng sợ rắn, và Quang tin là cũng có rất là nhiều sợ hãi trước những con vật thân mềm bò sát lại có một cái nọc độc cực kỳ nguy hiểm như vậy. Và bản chất bí ẩn và cái nhìn chằm chằm đầy hy vọng của nó tạo ra sự sợ hãi và đầy kinh dị. Và không phải ngẫu nhiên loài rắn được trao một cái địa vị cũng như là ngôi vị đặc biệt trong hầu hết các nền văn minh cổ đại, chẳng hạn như nền văn minh của Ấn Độ nè, nền văn minh của Hy Lạp nè, nền văn minh của Ai Cập nè, người châu Á của mình thì nói về Trung Quốc nè, rồi những nền văn minh trước đó như là Lưỡng Hà nè, Maya nè, Aztec nè, La Mã nè, rồi Babylon nè, vân vân. Và những di tích mà nói về Hy Lạp hay là Ai Cập cổ đại á, thường hình tượng của thằng rắn Naga gắn liền với là nửa người nửa rắn, ở trên là người và thường thường có màu trắng, hai bàn tay thì chắp lại giống như là cầu nguyện và nói lên một cái gì đó phước báo. Và một số nền văn minh á, thì thằng rắn Naga có 1 nè, 3 nè, 5 nè, 7 nè, thậm chí là 9 nè, hay là 7 đầu, 9 con rắn nhỏ mọc lên trên một cái màu gọi là đầu thằng rắn Naga. Và những con rắn này á, có màu sắc tương ứng với 5 đẳng cấp Naga, với 5 đẳng cấp của đất nước Ấn Độ và cũng tương ứng với 8 Naga Raja. Và bản thân mình xin chia sẻ cho các bạn hiểu rõ hơn về 5 cái đẳng cấp nổi tiếng tại Ấn Độ khi xưa nha. Thứ nhất là Bà La Môn nè, thứ hai là Sát Đế Lị, thứ ba là tầng lớp Vệ Sa, thứ tư là tầng lớp Thu Đà La và cuối cùng thứ năm là Ba Ghi A. Và cái tầng lớp cuối cùng là tầng lớp sống ngoài xã hội và cực kỳ khốn khổ luôn, và bây giờ tại Ấn Độ vẫn còn luôn nha. Và các bạn thấy những cái mô típ gọi là nhiều đầu như thế này nè,
nó giống như là cái vương miện của Naga Ấn Độ vậy đó, có nguồn gốc từ 7 hoặc 9 cửa sông của sông Indus cổ xưa tại sông Hằng. Và chúng là thằng rắn Naga được mô tả như là một nhà tiên tri nè, người bảo hộ nè, sinh vật phù thủy nè, biểu tượng sinh sản và tái sinh, được cho là có sức mạnh của siêu nhiên, biến thành nhiều hình dạng tùy theo cái ước muốn của chúng. Thật ra Quang xin chia sẻ về những khái niệm và nói về hình tượng rắn trong tất cả các nền văn minh. Cho nên bây giờ Quang xin đi gần gũi nhất, đó chính là khi mà chúng ta đến với đất nước Ấn Độ, đặc biệt là Hindu giáo á, thì nói rất là nhiều về thằng rắn Naga. Và sau đó Quang xin nói thằng rắn Naga trong văn hóa truyền thống của Phật giáo chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta đến với đất nước Ấn Độ, đạo Hindu giáo. Cho đến ngày nay, rắn vẫn được tôn kính và tôn thờ rất là nhiều trong đất nước của Ấn Độ luôn, và một số vùng của phía đông nam của Ấn Độ. Các văn bản Hindu cổ đại đề cập đến con rắn Naga là những sinh vật huyền bí, nửa người nửa rắn, những người thuộc Naga Loka, tức là thế giới nằm bên dưới của trái đất chúng ta, ở tầng thứ 7 trong Patala Loka. Các bạn biết không, trong vũ trụ của Hindu giáo á, thì thế giới được chia làm 14 thế giới và gọi là Loka, và nó có 7 tầng nằm phía trên và 7 tầng nằm ở dưới, và trái đất của chúng ta là cái gọi là trung lập và trung đạo. Phía trên á, gọi là 7 cái tầng cao á, gọi là Blue Loka, tức là trái đất nằm giữa nha. Và chúng ta nếu mà di chuyển lên phía trên á, gọi là tầng trời á, gọi là Sata Loka. Và nơi đó chính là nơi ở của thần sáng tạo Brahma. Và nếu mà chúng ta đến với đất nước Campuchia, đến với những cái đền Angkor á, thì chúng ta sẽ thấy một vị Phật có bốn mặt, mà trong giới ta thường gọi là Phạm Thiên, gọi là Đại Ngã. Bây giờ chúng ta nói phía trên rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta nói phía dưới gồm có 7 tầng, và 7 tầng phía dưới gọi là Patala Loka, tức là nơi ở của thằng rắn Naga. Thật sự làm đề tài này Quang thấy rất là thích luôn, vì bản thân mình đã từng đi đến những địa điểm đó, không chỉ ở Việt Nam mà còn có ở đất nước Ấn Độ và cả Sri Lanka nữa. Đang quay á, cái bà đầu suy nghĩ không chỉ ở Ấn Độ, Việt Nam không đâu. Quang đến Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar cũng đến những cái vị trí của thằng rắn Naga ngự trị. Thì Naga có công lớn trong việc nâng cao nhận thức của loài người kể từ khi hình thành trên trái đất này luôn. Đây có thể là lý do tại sao người ta tìm thấy những bức tượng và đền thờ của nhiều vị thần rắn Naga khác nhau trên khắp đất nước của Ấn Độ, thậm chí là những vùng đất trên thế giới luôn, như là một sự tôn trọng đối với sự đóng góp của họ trên trái đất và loài người. Và các bạn biết không, theo cái huyền thoại của Campuchia thì vua Reston kết hôn với con gái của Naga, công chúa Nanit, và đó là cách nền văn hóa Khmer bắt đầu. 7 chiếc mũ chùm đầu là mô tả 7 chủng tộc của thằng rắn Naga, và 3 chủng tộc trong số họ nằm ở 7 tầng phía dưới lòng đất. Và cái tên mà người ta thường dùng á, gọi là cái vương quốc của long tộc á, gọi là Patala Loka. Trong cái văn hóa cổ của người Hindu giáo, đặc biệt là Ấn Độ á, nói về 9 vị vua Naga. Và bây giờ Quang xin chia sẻ về 9 cái vị vua thằng rắn Naga này ha. Ananta, Vasuki, Sesa, Padmanabha, Kampala, Sakapala, Dhritarashtra, Tassaka và Kaliya. Và vị thằng rắn cuối cùng không nói về đạo Hindu mà nói về đạo Phật và có liên quan tới Đức Phật, đó chính là Musilanda. Thì vị rắn này đã từng che mưa cho Đức Phật, và nhờ đó mà chúng ta có được một bậc chánh đặc chánh giác để chúng ta theo đến ngày hôm nay. Và trong cái cuốn sách Học Việt với một bậc thầy ở Himalayan, đây là cuốn sách của nhà thần bí hiện đại tên là Sri Em, kể về cuộc gặp gỡ của mình với thằng rắn Naga. Cái cuốn sách này mô tả rất là hay nha. Cả nhà thấy là ông đi vào trong những cái hang động dưới lòng đất để tìm hiểu về những cái sự huyền bí ở trong lòng đất của chúng ta, và ông bắt gặp thằng rắn Naga và có một cái cuộc trao đổi rất là hay luôn. Và trong cuốn sách nữa tên là Khám phá bí mật của dãy Himalaya, Maha Yogi Pilot Papa kể về cuộc gặp gỡ của ông với sinh vật nửa người nửa rắn trong một hang động sâu bên trong của trái đất, và đây chính là nơi ở của vua rắn tại Patala Loka.
Hồi nãy giờ Quang sẽ đưa ra những dẫn chứng của những nhà quyền học, những nhà thần bí, và họ có một cái công trình nghiên cứu về Luca và nghiên cứu về thần rắn Naga, đúng không? Khi mà chúng ta đến với đất nước của Thái Lan nè, của Campuchia, rồi Lào, Myanmar, Sri Lanka, rồi Ấn Độ hay là Nepal, Bhutan gì đó, đều nói tới cái vị thần này, một vị thần bảo hộ cho Phật Pháp. Và các bạn biết không, Quang đã từng làm một đề tài này, nói về những cái vị thần mà đang cai quản ở dưới lòng đất. Và các bạn biết là trái đất chúng ta là trái đất rỗng, và thuyết về trái đất rỗng Quang cũng từng làm. Chúng ta có thể xem video tại đây để biết sâu hơn, vì ở dưới cái nơi chúng ta đang sinh sống có những tầng như thế nào và ai là người cai trị ở đó. Và bản thân Quang cũng có từng nói sơ sơ về thần rắn Naga đang ở dưới những cái tầng ở dưới. Thì mong là cái video này sẽ nói chi tiết hơn, rõ ràng hơn, vì năm sau là năm Tỵ mà, cho nên phải nói để cho người ta hiểu hơn về cái trận chiến bên trong của mọi chúng ta là như thế nào, có liên quan gì tới quả xà hay không. Hồi nãy giờ chúng ta nói về đạo Hindu, thôi giờ chúng ta quay về đạo Phật nha. Và trong Phật giáo của Kim Cương Thừa Tây Tạng, thừa hưởng biểu trưng của thần rắn Naga trong di sản cổ của Ấn Độ được tích hợp vào Phật giáo trong cái thời kỳ sơ ban, thì chúng là những sinh vật hạ giới dưới đất và dưới biển, đặc biệt là thủy giới của các con sông, con hồ, ao giếng và biển cả. Trong vũ trụ của Phật giáo, chúng được chỉ định trú xứ là tầng cuối cùng của núi Meru hay là Tu Di á, và kẻ thù truyền kiếp của họ là Garuda, tức là kim si điểu ở tầng trên, tức tầng thứ hai của ngọn núi trung tâm vũ trụ này. Chúng là lực lượng canh giữ các kho báu và kinh tạng ở cõi dưới, và chính Bồ Tát Long Thọ là người đi xuống Long Cung để lấy bộ kinh này của thằng rắn Naga. Và bộ kinh đó Quang được biết là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và một thông tin nữa là Quang cũng được biết là cũng là ngài Long Thọ này là vị tổ của Kim Cang Thừa. Hồi nãy nói về đạo Hindu thì đều có dẫn chứng, vậy thì nói tới đạo Phật, nói về thằng rắn Naga thì bản thân Quang cũng có dẫn chứng, và bản thân mình là cái người chứng thực về những cái sự kiện, về những cái sự tích cũng như là những cái đền thờ của thằng rắn Naga. Và trước tiên Quang xin cho cả nhà đi tới đất nước Ấn Độ và tới một thằng rắn tên là Kaliya, tức là nơi mà thằng rắn che chở cho Đức Thế Tôn của chúng ta. Và ngay cái hồ này cực kỳ cảm động, và bản thân Quang cũng thấy rất là lý thú khi đến ở đây. Thì Đức Phật đã ngồi thiền ở đây ở tuần thứ 6, và khi đó có một cái cơn mưa rất là lớn, và khi một cơn mưa thì đất đây nó trũng, mà nó là cái suối, thì nước nó sẽ ngập lên, và lúc đó rắn thần Naga, nắng gần rắn thần Naga đã lên và đã quấn và nâng Đức Phật lên để né đi cái dòng nước đó, và phùng men ra để che mưa cho Đức Phật. Và cho nên chính vì cái điều này, và nơi đây cực kỳ linh thiêng, cực kỳ linh thiêng. Thường thường những ta cầu nguyện ước nguyện là điều người ta sẽ về đây, người ta cầu nguyện ước nguyện. Cho nên là ở đây á, là tại sao, cho nên mọi người mới thấy tại sao lá cờ của Mật Tông rất là nhiều, là gọi là kinh, tức là lớn to vĩ đại như vua của các loài rắn. Thì trong cái văn hóa của bên, đặc biệt là Nam Tông hay là bên Mật Thừa, thì rắn Naga, thần rắn Naga là một trong những vị hộ pháp lớn của Đức Phật. Tại vì giống như sư vừa kể đó, thì ngày xưa một cái cơn bão rất là lớn xuống đây và thần rắn Naga ôm trọn, và chúng ta có thấy là thần rắn Naga 9 đầu, 7 đầu, 5 đầu, thì đây Naga là một đầu để bao bọc phùng cái mang ra để bảo vệ cũng như là che chở cho Đức Phật, hoằng dương cho Đức Phật, giúp Đức Phật đây giống như một ngày đại toàn giác như ngày hôm nay. Quang giới thiệu cho cả nhà một số ngôi chùa nổi tiếng tại đất nước Thái Lan nói về thần rắn Naga này, một đoạn nhỏ thôi nha. Hai bên là hai vị chư thiên, cái khung cũng là của thần rắn Naga. Nhìn rất là đẹp đúng không? Và trên kia gọi là bánh xe chuyển pháp luân. Trong lòng bàn tay của Đức Thế Tôn là cũng là người gọi là ấn của chuyển pháp luân. Đó. Cái kinh đầu tiên là Tứ Diệu Đế đó. Đây là thần rắn Naga. Đây. Rất là to, rất là đẹp đúng không? Cũng là màu xanh. Thần rắn Naga 9 đầu. Các bạn thấy không? 9 đầu. Đẹp quá. Đây là tượng của thằng rắn Naga 9 đầu ha. Nói chung rất là đẹp, vì họ sử dụng mấy cái vật liệu nè, bằng thủy tinh á, kiến nè, rất là nhiều.
cho nên rất là sáng, rất là to luôn. Đây nè. Và bây giờ là một địa điểm Quang thấy rất là hay luôn, tức là nơi đại diện cho pháp bảo trong ba ngôi tam bảo của Đức Thế Tôn, tức là Phật Pháp Tăng, và đó là đất nước Tích Lan, Sri Lanka. Và Quang đầu tiên Quang đến xá lợi găng phải của Đức Thế Tôn nè, sau đó tới xá lợi găng trái của Đức Thế Tôn nè, cho cả nhà xem nha. Nơi đó là nơi được cho là thần gắn Naga đang giữ hai chiếc găng gọi là xá lợi găng của Đức Thế Tôn, và đang gìn giữ rất là tốt luôn. Và hai nơi đó còn thấy rất là linh thiêng, và rất là nhiều người dân trên thế giới, đặc biệt là tín đồ Phật giáo, đến nơi đó để đảnh lễ xá lợi găng của Đức Thế Tôn. Chúng ta sắp tới một cái nơi gọi là đảnh lễ xá lợi mặt phía bên tay trái của Đức Thế Tôn. Đây là một cái pháp bảo rất là quan trọng của cái đất nước Sri Lanka, đất nước Tích Lan này. Theo sử thuyết á, thì cho chúng ta biết rằng khi Đức Phật nhập Niết Bàn sau lễ Già Tỳ, Ngài có rất là nhiều xá lợi nha. Và tất cả xá lợi ấy á, được trang trí và để trong 8 bình lớn rồi phân chia cho 7 nước láng giềng. Những quốc gia đã có dấu chân Ngài đi qua bây giờ là Ấn Độ và Nepal, để các nước ấy tôn thờ. Có thuyết nói rằng á, không những ở cõi người mà cả cõi trời nữa, cả Long Cung nữa cũng được chia xá lợi của Đức Thế Tôn. Và đây là chiếc găng bên phải được lấy từ quốc dương của thần gắn Naga, là nằm ở dưới Thủy Cung. Thì Ngài Naga là một vị hộ pháp cho Đức Thế Tôn. Và vị thần gắn Naga này đã canh giữ sau khi Già Tỳ gồm có 8 quốc gia, và gồm những cái việc được đi rất là nhiều nơi, và hiện tại thì đã được về tới nơi đây và đang chiêm ngưỡng. Rất là hay. Và hôm nay Quang may mắn được quay cái răng bên phải của Đức Thế Tôn. Và nơi đây, cái tháp này, rất là nhiều người khi đến Sri Lanka không biết được cái địa điểm này đâu. Và đây là một trong những cái chiếc răng được thần gắn Naga cất giữ, và được một vị hoàng tử, con của vị vua A Dục, đến để lấy. Cho nên là điều đó rất là lợi lạc và mang một cái ý nghĩa đối với riêng Quang. Cảm ơn đã cùng đồng hành với Quang, để Quang có cái cơ hội cũng như cái phước báo để được đảnh lễ xá lợi răng Phật, chiếc răng bên phải của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và Sri Lanka còn một địa điểm nữa rất là hay, tức là đền thờ của thần gắn Naga, bộ tộc Naga. Thì bây giờ cho các bạn xem hình tượng của Naga tại Tích Lan nha. Trong sách sử người ta gọi đây là vị vua rồng, nhưng mà khi Quang đến đây, Quang cảm giác một cái luồng năng lượng rất là đến với Quang. Thì Quang nhìn tổng thể cái khu đền này, đây là đức vua của thần gắn Naga, rất là quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng của bên Phật Pháp, đặc biệt là bên Theravada. Chẳng hạn như người Thái Lan nè, người Myanmar nè, Sri Lanka nè, Ấn Độ đều thờ thần gắn Naga, là một vị hộ pháp rất là lớn đối với Phật Pháp. Thì các bạn xem nha, đây là hình dáng của Ngài, một bức tượng rất là lâu đời, từ 2.500 năm trước tới bây giờ luôn nè, thần gắn Naga nhé. Người đi tìm huyền bí thì không thể nào không đi tìm rắn được. Bản thân mình từ nhỏ mình cũng rất tò mò về một loài cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là con rắn, và mình gặp nó mình cũng sợ. Khi mà bản thân mình đi tìm về dán hình ông mây, tức là ông rắn hổ mây trên thác sơn, thì cũng tò mò đi vào trong trên dưới 25 hang động của thác sơn để tìm kiếm dán hình ông mây, và đều không gặp được. Và cuối cùng sau 3 năm cũng gặp được hình dáng của ông, tuy nhỏ thôi nhưng cũng là một cái điều giống như là cho Quang biết được là thôi dừng lại đi, ta cho ngươi thấy rồi đó, ở bên dưới còn cực kỳ nhiều nữa. Mọi người ơi, đi trên đường thấy mọi người ơi, thấy không, tôi thấy không, bự lắm mọi người ơi, đây đang đi trên đường mọi người ơi, đây bự lắm nha, mấy ông ơi, còn không có phá gì mấy ông hết,
Mấy ông đi đi à. Dạ cảm ơn à mô Phật à. Thấy U Vinh là thấy rồi thấy không? Bự không U Vinh? Đừng chạy, đừng chạy. Quậy đứng ấy, quậy ở đó đi. Bà hãy đừng chạy từ từ. Đang đi đó, tức là trong giai đoạn đi tìm kiếm những cái điều bí ẩn mà những cái ông gắn tất sơ và cuối cùng gặp thiệt chính trên đường đi. Người thấy không? Hổ mang đúng không? Hổ mang mà mình thấy ở trong chạy gắn đồng tâm á. Ờ à. Nó không là lào vậy đó. Ok. Nên thêm cái đèn nữa. Nguy hiểm quá cái đèn. Và khi quân đến tới đất nước Champa cổ xưa, đó chính là vùng đất miền Trung xứ Nẩu, đặc biệt là Nha Trang, thì các bạn không biết là có biết về cái đá chồng không? Từ ở trên tháp Bà đi xuống tí xíu á, thì nó có một cái hốc đá như thế này. Thì ngày xưa thì người ta kể là sự tích của người Việt Nam thôi, liên quan chỉ duy nhất 4 năm trước còn tới đó, và nói đây là đầu của thằng gắn Naga năm đầu. Và không ai tin, và Quan được nhận rất là nhiều cái ý kiến trái chiều và chửi Quan. Tuy nhiên Quan tin đó là nơi của thằng gắn Naga giữa biển cả Long Vương tại đất nước Việt Nam mình. Và Quan nói rồi, Quan là người đi chứng thực rất là nhiều câu chuyện về Naga mà. Đối với đạo Hindu giáo nha, đối với Phật Tông hay là một số cái trong Phật giáo nó có là Nam Tông và Phật Tông á, thì luôn thờ gắn Naga. Gắn Naga nó có là 5 đầu, 7 đầu và 9 đầu. Thì đây theo Quan là 5 đầu một con rắn Naga. 1, 2, 3, 4, 5. Thì Quan sẽ để cái tấm ảnh bên đây. Chắc chắn Quan sẽ để tấm ảnh rắn 5 đầu mà chúng ta gặp rất là nhiều ở Campuchia. Thì sau khi Quan nghiên cứu về hòn chồng á, thì Quan lên mạng, vô tình thì Quan thấy được gắn Naga. Tại có nghiên cứu một tí xíu về đạo Hindu thì đó là một cái điều rất là hay, mà trong mặt tông á, gọi gắn Naga là con rồng. Chính vì vậy đây là một cái điều đặc biệt, tại sao phía trên tháp Ponagar là thờ những cái vị thần của đạo Hindu, xuống dưới đây lại có một cái bàn tay như thế này. Nhưng mà đối với Quan đó là một cái bí ẩn, nó thuộc về tôn giáo, đó là một thần gắn Naga nhìn ra biển như thế này. Và cái chỗ này nữa nè, Quan nói luôn cho cả nhà hình dung được nè. Ai cũng biết Ngài Thiền Tâm đúng không? Thì Ngài Thiền Tâm có một câu chuyện rất là hay là ẩn tu với hai thằng gắn tại Đại Ninh. Và bản thân mình cũng tới vùng đất Đại Ninh, tới cái nơi mà ngày xưa Ngài Thiền Tâm thiền ở đó và ở với hai thằng gắn rất là to luôn, và gọi là tháp Tỳ Nô Giá Na. Và cái tháp này cực kỳ đẹp. Thì cái chùa Phương Liên cũng là một cái nơi gọi là nói một ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng của Ngài. Và các bạn biết không, những vị sư hay là những người sống lâu năm tại đó đều biết khu vực Đại Ninh năm xưa là nổi tiếng với những hang động và những thằng gắn ở dưới tầng dưới của Đại Ninh mình. Tức là Việt Nam mình cũng có một cái bộ tộc Naga nằm dưới vùng Tây Nguyên, và rất là nhiều ông sống cả ngàn năm ở dưới đó. Và những người tu tập á, lâu lâu cũng ngủ cũng thấy những cái vị đó về để cho biết những cái sự kiện tại nơi đó. Và Quan thấy mình cũng hạnh phúc khi cũng có một cái cơ hội tiếp xúc rất là nhiều về bộ tộc của Naga, không chỉ Việt Nam mà còn quốc tế nữa. Nhiều người thì hiểu rằng Long tộc, tức là Naga, chỉ bao gồm chúng sinh trong biển cả, sông hồ, và kỳ thực Naga chảy khắp nơi trong cả vũ trụ luôn. Và trong tín ngưỡng của người Trung Quốc thì thằng gắn Naga được cho là Long Vương sống ở những tầng của biển cả của sông Ngòi. Tuy nhiên thì Naga cũng là một loài chúng sinh trong sáu cõi, như Naga rất là giàu có luôn và được Phật giáo mình cực kỳ quý trọng. Và trong Phật giáo thì Bồ Tát Long Thọ, giống hồi nãy Quan có nói, cũng đến Long Vương để lấy kinh về cho chúng ta. Và cả khi mà Đức Thế Tôn của mình cũng kể về câu chuyện mà thằng gắn Naga đã che mưa cho mình. Tức là không chỉ qua một cái cách gọi là vô hình, nhưng mà trong cái giới của loài Naga, ở sâu trong lỗ của trái đất, trong những cái tầng giới mà chúng ta không thấy được của trái đất, đều có thằng gắn Naga ngự trị và quản lý những cái cõi đó. Và chúng ta có thể nhìn được mắt thường nếu chúng ta có sự kết nối với Ngài. Nếu bên Phật giáo của Theravada Nam Tông gọi rồng là Naga, thì bên Phật giáo của Bắc Truyền của Trung Quốc thì gọi là rồng. Thì các bạn biết là
rồng thì cũng là có một cái hình tượng gọi là vô vi, trước đây thì có thật nhưng bây giờ chỉ phù hợp với tần số thì ông sẽ hiện diện. Còn ông Naga cũng vậy, nếu mà phù hợp với cái tần số rung động thì ông sẽ hiện diện, còn nếu không, nếu mà chúng ta nhìn thấy được mắt thường á thì có thể đi, nếu mà có cơ hội đi sâu xuống những lòng núi, những cái tầng hầm của đất nước Việt Nam mình, hầu như tất cả các núi của nước Việt Nam mình đều có những ông thằn gắn cực kỳ to lớn. Và con tin là trong kênh Quang cũng có những người gặp những cái ông gắn rất là to của Thất Sơn, hay là những vùng núi của Tây Nguyên, của miền Trung, của Nha Trang hay là của miền Tây Bắc. Quang tin là Naga là những loài cực kỳ to lớn, và các bạn thấy những vị đó thì chúng ta có thể bị bệnh, có thể bị mệt và có thể bị mất đi luôn vì cái thần lực của họ quá lớn. Và đó là những gì mà chúng ta có thể thấy được ông rồng hiện tại của cái thực thể của hữu hình đó. Còn trong vô vi thì chúng ta có thể thấy rồng, có thể bay hoặc là thấy trong những giấc mộng, và đó là những gì mà Quang muốn chia sẻ. Và các bạn biết á, thần gắn Naga được chia thành thiện và ác, cũng giống như chúng ta cũng có những loài thiện thần và ác thần, có sức mạnh ma thuật tuyệt vời và đại loại gọi là thần thông á. Nhiều loài Naga cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng có loài căm thù rất lớn. Thánh địa là núi Wu Tai có mối liên hệ rất lớn với Long tộc, nơi nào có chánh pháp sẽ có được Naga hộ vệ, tức là bảo hộ. Cho nên chúng ta thường nói Naga là hộ pháp là vậy. Và Long tộc là một sự tồn tại rất là đặc biệt, không chỉ sống ở trong nước gọi là thủy cung mà còn các nơi chẳng hạn như sông ngòi nè, suối nè, những rừng nè, hay thậm chí trên các tầng mà chúng ta không thấy được, gọi là vô vi á. Và các bạn biết á, do sự mất cân bằng trong thế giới tự nhiên, do con người chúng ta tác động như đánh bắt quá mức nè, giết hại các loài thủy sinh nè, động vật nè, thực vật nè, rồi khai thác rừng nè, phá núi nè, phá đá nè, làm ô nhiễm cả sông biển và cả những khu rừng đẹp của thế giới nữa, Naga thường xuyên bị xáo trộn và bị tổn thương do không thể sống và hòa bình an vui với loài người được. Án thù đối với Long tộc cho nên làm cho họ bị động lòng, gây ra những trận động đất nè, thiên tai nè, rồi hạn hán nè, thậm chí là sông ngòi và lũ lụt càng ngày càng tiêu cực đối với loài người, thậm chí là gây ra một số dịch bệnh gọi là đặc biệt nè, rồi thậm chí một số cá nhân thì gây ra những bệnh về da giống như chúng ta hiện tại. Hồi nãy qua có nói chính vì loài người chúng ta tác động trực tiếp đến với Long tộc cho nên cái sự nổi dậy nằm bên ngoài thì chúng ta thấy rõ. Nhưng mà vì sao? Vì sao mà chúng ta có một cái lòng tham, chúng ta ích kỷ đối với bản thân mình, đối với người và người, đối với thiên nhiên, đối với mẹ thiên nhiên, đúng không? Chính vì vậy á, cái con rắn bên trong mình gọi là quả xà, tức là Kundalini á, thì các bạn biết là bên trong của chúng ta đều có một cái nguồn năng lượng đó, nguồn năng lượng Naga. Khi mà chúng ta thiền định á, thì chúng ta sẽ bắt gặp một cái trạng thái đó. Và bản thân mình á, cũng có từng làm những video như thế này. Nếu mà nói với Trung Quốc á, gọi là tinh hóa thần, thần hóa khí, khí hóa vô, cũng nói về Kundalini cũng giống như vậy thôi. Cô là thiền hóa xà của người Ấn Độ á. Trong yoga hay là yogi á, cũng có nói tới cái Kundalini này rất là nhiều. Cho nên chính vì bên trong của chúng ta không có hòa bình, có quá nhiều cái chiến tranh của nội tâm, quá nhiều cái ích kỷ nhỏ mọn, tham cầu, tham ái và dòng dòng của những cái tham sân si của đời thường. Chính vì vậy chúng ta phóng hiện ra bên ngoài, tạo ra những cuộc chiến tranh. Và đó là lý do mà Quang cố gắng truyền tải cái nội dung của ngày hôm nay. Nói về Naga cũng là nói về năm Tỵ, năm 2025, năm mà đại diện cho chiến tranh từ bên trong lẫn bên ngoài. Cho nên video này giống như một thông điệp để cho chúng ta có thể hình dung được cái diễn cảnh của tương lai, một cái thông điệp mà chúng ta có thể hiểu được chính mình, hiểu được con rắn bên trong của mình thì mới hiểu được cái thế giới bên ngoài đang như thế nào. Và mong là các bạn có thể yêu thương Quang để chia sẻ video này càng nhiều càng tốt, để chúng ta kịp chuẩn bị cho cái hành trang sắp tới, đó chính là hành trình tu tập của mỗi người. Đạo Phật là đạo tu theo cá nhân, ai tu người đó sẽ tự đắc, chứ không phải người này tu thì người kia đắc, nó không có tập thể được mà nó là cá nhân. Và con rắn bên trong bạn chính là một cái điều tuyệt đẹp để chúng ta quan sát được chính mình. Và đó là những điều mà bản thân mình mỗi ngày mỗi hiểu chính mình nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hãy chia sẻ nhé, Quang mong là mọi người sẽ chia sẻ video này để biết nhiều hơn về thằng rắn Naga thay vì ông rồng.
Và nếu mà có cái cơ hội sắp tới đây, Quang sẽ có một cái bài nói về rồng và rắn, rồng rắn lên mây.